Tổng công ty Dầu Việt Nam BVO vừa cung cấp dịch vụ mua xăng trước trả tiền sau tại gần 900 cửa hàng và hệ thống Comeco trên cả nước. Theo đó, khách hàng sẽ mua xăng thông qua ứng dụng có tên gọi BVO 4U. Mỗi người được cấp hạn mức tối đa 1 triệu đồng và có hơn 1 tháng để thanh toán qua ngân hàng liên kết. Khách hàng sẽ được xét duyệt mà không cần chứng minh thu nhập, chỉ cần tải ứng dụng, chụp hai mặt căn cước công dân và khai báo một số thông tin. Thời hạn tối đa mà khách hàng thanh toán tiền vay cho đối tác ngân hàng của BVO là 45 ngày kể từ lúc mua xăng dầu. Nếu quá hạn, khách hàng sẽ phải chịu lãi suất tương đương thẻ tín dụng. Trước đó, BVO đã phát triển ứng dụng mua xăng dầu BVO Easy dành cho các doanh nghiệp vận tải và BVO B2B dành cho các khách hàng bán buôn, đại lý, thương nhân phân phối. Lãnh đạo Tổng công ty Dầu Việt Nam cho biết, xu hướng mua trước trả sau ngày càng phổ biến và sẽ giúp người dùng có thêm giải pháp linh hoạt về tài chính. BVO kỳ vọng, trong một năm tới, ứng dụng này sẽ phục vụ khoảng 50.000 khách hàng.